Chào tất cả anh em đam mê xe cộ ha. Hôm nay lại tiếp tục mình chia sẻ phụ tùng que Thái 110 nha anh em. Hôm nay mình mới rã được hai cặp phuộc đĩa của que Thái 110 đời 99 nha anh em. Hai cặp này còn xuất sắc luôn nha anh em, về gắn lên đi thôi ha. Rồi sau lưng em thì đang chuẩn bị rã hai con que Thái giao thời nha anh em. Không không đầu giao thời là cuối 99 đầu 2000, nó có đồ 2000 có đồ 99 nha anh em. Rồi không để mất thời gian của anh em nữa, mình xin phép vào vấn đề luôn nha anh em. Đây ở đây em có hai cặp, cặp số 1 và cặp số 2. Thì tình trạng như sau thì em sẽ báo chi tiết luôn. Bây giờ mình sẽ vô cặp số 1 trước đi nha anh em. Cặp số 1 nước sơn zin còn có chày theo 5 tháng này, em quay từ từ anh em xem nha. Có chày theo 5 tháng, nói chung là nó có chày có cũ theo 5 tháng nha anh em. Nhưng ti là em bao anh em, không bao lỗi anh em luôn nha, ti cực đẹp luôn nha. Đó, tình trạng nguyên zin, cây bên này nó có dính ổ phá, nó có chốc sơn, anh em về dặm lại hoặc anh em về bỏ ra anh em sơn lại mới luôn ha. Ti là em bao anh em là bao đẹp mà. Cặp số 1 nha, đầu ti nè anh em coi nè, xuất sắc luôn, em mới vệ sinh đó anh em à. Đó, một cặp là cặp số 1. Cặp số 1 thì em quay chi tiết lại anh em coi lần nữa nha. Đấy, anh em về sơn lại ti là bao đẹp nha. Hai cặp này không có chê được, ti không bao giờ chê. Còn nước sơn bạc thì nó phải có chạy theo 5 tháng, 99 này 20 mấy năm mà anh em. Cặp này em bán 1.950.000 nha anh em. Đó, 1.950.000. Còn cặp số 2. Cặp số 2 thì nó sẽ đẹp hơn một xí nha anh em. Nó đẹp hơn chút xíu. Ti thì em cũng vẫn bao anh em ha, ti xuất sắc luôn. Nhưng ở trên này thì nó có hơi chớm chớm nhỏ nhỏ nè. Đó, nó nhỏ nhỏ ngay tay cầm thì không sao anh em nha. Ở dưới đây thì em bao anh em nha. Đó. Đây, đây cặp này nữa. Cặp này thì nó bị nhẹ hơn nha anh em. Dỗ cái này nó nhẹ hơn, ổ phá này nó nhẹ hơn. Ti thì em bao anh em hết. Ti là xuất sắc cặp này. Đó, nó bị đốm đốm nhẹ thôi, không sao hết nha anh em. Thì một cặp này 2.000.000 nha anh em. Đó, em báo giá với anh em luôn 1.950.000 với một cặp 2.000.000 nha anh em. Quay lại một lần cho anh em coi nè. Đó. Còn đây là que Thái 110. Em chuẩn bị rã đây, đồng hồ đó đây anh em. Hồ còn khá là đẹp ha. Dàn áo nguyên zin ha, có bể theo 5 tháng nha. Có dán keo nha anh em. Đó, đây full bộ áo này giao lưu với anh em 2,6 triệu nha anh em, full hết luôn nha, 2,6 triệu. Đó, hay vẫn biết rồi à. Đó, bộ này nữa sơn zin tem zin dán keo thì bộ này nó sẽ mắc hơn nha anh em. Bộ này bát bọng còn ok nha, dán keo xe dán keo nguyên con ha. Bộ này giao lưu với anh em 3,5 triệu ha. Em đang rã luôn nha anh em. Ghi đông sọ khỉ nè. Cặp cùm giao lưu với anh em 4 xị ha. Này cặp cùm còn khá đẹp nha anh em. Đó, giao lưu với anh em 400.000. Cặp cùm. Ghi đông sọ khỉ này em bán 400 nha anh em. 400. Ghi đông sọ khỉ còn đẹp lắm nha anh em. Đây, chưa vệ sinh. Đây xe đây. Cái áo bọng này mở cho anh em. Chó nhà em đẻ phú thấy thương nữa nè. Đây 99 nha anh em nè, đát đóng đát 99 rõ ràng nha anh em. Áo zin theo xe. Đó, xe này nó giao thờ nha, 99 nha, tem 2000 nha. Nó giao thờ. Máy thì xuất sắc luôn em ơi. Đây em quay cục máy cho anh em coi ha. Đây. Ha, cục máy đầu nồi chưa gớt nè. Ốc tán 7 màu nha anh em. Nè, 4 ốc đầu nè anh em coi nè. Dàn khè luôn nha. Xe này em về chưa vệ sinh nha anh em. Anh em nhìn anh em biết hả? Chưa vệ sinh. Đó. KFL nè, lòng nè anh em, lòng chị nhỏ 99 nè. Đầu nồi chưa gớt nha anh em, máy ốc nè. Đó. Em quay chi tiết để anh em coi ha. Lửa đây. Lửa là bao đẹp nha anh em. Em thấy kiếm chích dẹp là mở cho anh em coi ha. Em đang rã con này nha, full vàng áo, em có giao lưu với anh em đó, 3,5 triệu. Mấy con này là em kiểm tra hết rồi anh em ơi. Đó, bữa đây vàng ôm luôn. Mấy cái xe này á, mà nếu mà chưa đầu nồi, mà chưa gớt á, chưa bung nắp này nè, em nói anh em 10 cục máy là 10 bộ lửa da là vàng khè, 10 bộ da đủ 10 bộ. Cái con xe này thì em đã review với anh em rồi, cái bô nó bị lủng nè anh em. Đó, anh em nào chơi cái bô này thì về hàng lại si lại, em để giá giao lưu ha. Cặp bánh thì em bán rồi, đồng hồ em cũng đã bán rồi luôn anh em. Này còn cặp kiến zin đó, cặp kiến zin ở đây còn cặp nữa nè anh em, zin theo xe nha anh em. Đó, A B nè, đây xúc sắc luôn ha, cặp này còn xúc sắc luôn, anh em nào về vô sẽ cặp vô ha. Rồi để em nổ máy xe này luôn nha anh em, bữa giờ không biết còn xăng không, nổ máy anh em luôn đi ha. Máy nghe là anh em, bữa em cũng đã nổ máy anh em nghe rồi, máy rất là ok. Chào tụi con. Anh em giờ em sẽ nổ máy luôn nha anh em. Đây đầu lòng của em nó đây. Chung là xe này bữa giờ em về là em chưa vệ sinh đó, anh em nhìn xe anh em cũng hiểu rồi. Tại vì em bán xe ở đây thì em có sao để vậy bán luôn à, chứ không có giữa tẩy rửa bùa phép gì anh em. Đây bộ e này nó còn đáp 2.000 nữa nè. Em dáng cố gắng em quay cho chi tiết hơn cái này, cho đẹp cái anh em coi ha. Đáp còn 2 đáp nha. Chụp bô di zin ha, bô pin sườn zin, đề zin hết luôn nè anh em. Xe này rửa lên cũng đẹp lắm ha nha anh em. Đây mở đèn cho anh em coi. Đó, cái này là em quay trực tiếp không có qua chỉnh sửa gì nha anh em. Mấy con ốc đầu ốc này chưa có dấu mỡ nè anh em coi nè ha. Đấy là anh em hiểu rồi, xe này mình chưa gớt đầu nồi nha. Đây mấy con ốc ở trong, anh thấy, anh em thấy không. Rồi để em nổ máy luôn nha. Xe này đời còn im lắm, đời bọng còn ok lắm. Cái đồng hồ em tháo em bán rồi. Máy bóp nhẹ nổ, ganti nổ thì thầm luôn nha anh em. Đây nó nổ máy. Cái nồi xe này nó còn tiếng chả lớp cớp luôn nha anh em. Mà em chạy thử thì nó còn rất là bắt nha, chứ không còn tuột hè nha anh em. Vô số cũng còn trường. Nói chung là những cái nồi này á, nó zin theo xe thì anh em vô số bốc đầu chắc không còn đâu, hiếm lắm em, nó thật sự luôn hiếm lắm. Em chỉ còn cái cục hồi bữa em mới bán rồi đó, nó chỉ có còn cục đó thôi, với mấy cục này là vô số là chỉ có trường thôi, chứ không bao giờ mà nhóm đầu được nha anh em. Còn rất là đẹp nha, ốc tán chưa có dấu mỡ ha. Đây cục này nếu anh em lấy bộ này, cục máy, cái sườn với bộ hồ sơ thì em báo cái giá tốt, thiệt là tốt cho anh em chơi luôn ha. Anh em về anh em dựng xe đứng. Thì em bán 4 món kèm theo cục máy, đầu nồi chưa gớt, máy cọp luôn, bộ bình xăng nếu anh em thích ha. Đó là nó chưa mở, nói chung là nguyên cục này là nguyên cùm lê này chưa mở. Thì vàng áo, vàng nồi, ghi đông rồi đó em bán hết. Nói chung là em xả hết, em chỉ đợi để là 4 món là cái sườn, cục máy, bộ hồ sơ ha anh em ha. Đây vàng áo nè, vàng áo 3,5 triệu nha anh em, không bởi móc nha. Nói chung là còn khá. Cái máy nổ nghe tê tái nha anh em, bô nổ nghe tiếng còn giòn lắm nha. Máy thì em bao anh em không khối đồ nha. Cái bô nghe đã anh em. Đó, hết xăng rồi anh em ơi, mình nhóm ga lên cho nó khựng khựng. Hết xăng rồi, đậu xăng này rút ra hết xăng rồi, ra ship đó, nó còn trong cái bình xăng còn xíu, em đợi cho nổ. Cái máy nổ đã quá anh em ơi. Đó, bao anh em không khói khiết gì nha. Đó em đã test sẵn rồi. Nói chung xe, mấy cái xe này á em mà mua từ ở ngoài Hà Nội về á là ta gửi vô trong cái bãi anh em. Rồi em phải lên bãi em lấy từ bên quận 12 lận. Đó, hết xăng rồi đó, nó tắt rồi đó nè. Rồi em chạy từ quận 12 về tới huyện Nhà Bè thì nó tới 30 mấy 40 cây lận nè, 30 mấy cây. Có tầm khoảng 30 cây, 32 mà 30 mấy cây, nói chung 30 mấy cây đó. Và em cũng đã test máy móc rồi ok hết rồi em mới chia sẻ với anh em. Còn quay lại với con này, em còn hai con y chang nha anh em. Hai con. Hiện tại đang về khoảng 6 con nữa anh em, 6 con 110 chia sẻ với anh em. Con này 2000, con này đang chờ hồ sơ này, chờ bữa giờ con này nữa nè. Mấy con kia là có hồ sơ hết rồi anh em. Đây còn có viên con này. Đây. Con này 99 nha nè. Đó. Xe chưa bị vệ sinh, cũng chưa rửa luôn, đỏ bồ diêm. 1985 đàng hoàng, vậy cua luôn có lũng nè. Lũng là xử lý là anh em về si là gấp zin ha, cầm đùm niền zin hết. Cái bô này cái cổ còn luôn nè anh em ơi. Ghê không? Cái cổ còn luôn. Đó, bình xăng. Các kiểu luôn. Anh em nào lấy nguyên con này sang tay anh em nguyên con anh em về anh em thịt luôn ha. Nói chung là giá này 1x nha anh em. Còn anh em nào muốn biết thì cứ các bạn Zalo dưới màn hình á, inbox em ha. Còn em mấy cặp phuộc nè, giá mềm sùi luôn. Mâm X, mâm 3D ha. Tập mâm này anh em về sơn lại nha, bao anh em không công quanh lắc gì nha. Nói chung là tương đối về anh em sủi sơn. Đây 3D cặp này 2,6 triệu nha anh em. Anh em về em sơn lại. Cặp ở trong 3 triệu ha, sơn sẵn nè. Đó anh em về gắn lên đi luôn. Đây còn cái bánh sau, zin theo xe chia sẻ với anh em luôn. Đó, cầm đùm niền zin hết, bao anh em tăng bua tăng biết luôn nha. Đó. Ha. Đó, niền zin theo xe nè. 4 chân cam 1 2 3 4, anh em thấy không? Zin theo xe. Nguyên một cái bánh luôn, luôn má đùm đồ đầy đủ hết luôn, anh em về gắn lên đi thôi. Tặng anh em cái vỏ luôn. Em còn cái bánh này là zin nè, căm xanh lè nha anh em. Đó. Rồi video tới đây em xin kết thúc nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nha. Nè cái xe này bữa em nói anh em nè, còn cái xương cọp thôi nha, xương cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giả hết rồi, giờ cục máy mới bán luôn rồi đó. Giờ còn có cái sườn thôi anh em, sườn với thùng xăng với cái đường dây điện. Đó, anh em có giá tốt, anh em nào anh em chơi thì có giá tốt luôn. Rồi video tới đây em xin kết thúc nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của em nha.